Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vương Văn Hiệu của mình. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giải đề thi số 7. Trước khi đi làm bài đề số 7 này thì các bạn hãy kéo xuống dưới phần mô tả của video để các bạn tải cái file Excel này về để các bạn thực hành. Trong đề số 7 này thì có 7 câu hỏi thì chúng ta sẽ đi vào giải lần lượt từng câu một. Ở đây là một bảng kết quả kinh doanh bánh mứt. Thì câu số 1 yêu cầu chúng ta sẽ điền tên hàng vào, thì tên hàng và tên hiệu. Tên hàng chính là tên bánh và tên hiệu. Tên bánh thì chúng ta dựa vào hai ký tự đầu của mã hàng trong tra tìm trong bảng 1. Bảng 1 đây. Tên hiệu là dựa vào hai ký tự cuối của mã hàng. Dựa vào hai ký tự cuối của mã hàng này tra tìm trong bảng 2. Bảng 2. Đây ví dụ các bạn thấy hoặc là ví dụ như cái mã hàng có số như này thì tên hàng nó là bánh ngọt Maxim này. Rồi ở đây câu 1 thì chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP phải không ạ? Rồi các bạn gõ hàm VLOOKUP ta, VLOOKUP. Dựa vào hai ký tự đầu của mã hàng, các bạn sử dụng hàm nét. Rồi chúng ta sẽ bưa cái vùng chọn này. Các bạn nhấn F4 trên bàn phím để cố định cái vùng dữ liệu lại. Rồi các bạn lấy vị trí số thứ 2. Ở đây cái vùng dữ liệu của mình đang chọn là mã hàng, nó có mình chọn là hai vùng đúng không? Thì mã hàng nó cột thứ nhất, tên hàng cột thứ hai. Thì trong hàm VLOOKUP này mình muốn lấy cột thứ hai thì mình phải chọn số 2 đúng không ạ? Rồi đây mình chọn số 2. Rồi các bạn chọn số 0 để tìm kiếm chính xác. Cái này thì các bạn sẽ kết hợp với cả hàm HLOOKUP. Các bạn sử dụng dấu và các bạn sẽ để một dấu cách ở giữa hai cái tên bánh và tên hiệu lại. Thì các bạn sẽ để góc dấu cách trong góc kép, bấm phím cách rồi đóng góc kép lại. Sau đó lối chuối bằng phím và. Giờ các bạn sử dụng hàm HLOOKUP. Tên hiệu các bạn dựa vào hai ký tự cuối của mã hàng thì các bạn sử dụng hàm RIGHT. Lấy đến hai ký tự. Giờ các bạn bôi chọn cái vùng dữ liệu ở dưới đây. Các bạn nhấn F4 trên bàn phím để cố định vùng dữ liệu lại. Thì cái vùng dữ liệu này cái cột tên hiệu cũng ở vị trí thứ hai đúng không ạ? Thì các bạn cùng nhấn số 2, chọn số 2. Sau đó các bạn chọn 0 để tìm kiếm chính xác. Ok. Rồi các bạn copy kéo công thức xuống dưới. Tiếp theo câu số 2 đơn giá dựa vào hai ký tự đầu của mã hàng tra tìm trong bảng 1. Thì ở đây chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP tiếp. VLOOKUP. Dựa hai ký tự đầu của mã hàng, các bạn sử dụng hàm nét. Rồi lấy hai ký tự. Các bạn chọn vùng dữ liệu ở dưới đây, bình bôi chọn cả ba cột luôn, các bạn nhấn F4. Thì ở đây các bạn thấy cái vùng dữ liệu mình đang chọn ở đây là có ba cột. Thì cái cột thứ nhất là mã hàng là 1, cột thứ hai là tên hàng, cột thứ ba đơn giá. Thì ở đây mình đang cần tham chiếu mình lấy cột thứ ba đúng không ạ? Cột đơn giá ở thứ ba thì ở đây mình sẽ chọn cột thứ ba. Đây các bạn chọn số 3 ở đây. Và các bạn chọn số 0 tìm kiếm chính xác. Ok. Các bạn kéo copy kéo công thức xuống dưới. Tiếp theo cột thành tiền. Thành tiền thì bằng số lượng nhân với đơn giá. Nếu mà số lượng lớn hơn 5 thì giảm 10% của thành tiền, ngược lại thì không giảm giá. Thì vẫn như các câu trước thôi. Thì cái này các bạn sẽ sử dụng hàm IF.
Nếu số lượng lớn hơn 5 thì sẽ giảm 10% của thành tiền đúng không? If nếu nếu một số lượng mà lớn hơn 25, lớn hơn 25 thì kết quả sẽ bằng đơn giá nhân với cả số lượng và giảm giá là 10%. Giảm giá 10%. Đây, nhân 10% giảm giá. Còn ngược lại, nếu mà không lớn hơn 25 thì nó sẽ không giảm giá, thì nó sẽ vẫn bằng là đơn giá nhân với thành tiền thôi. Ok, các bạn copy công thức kéo xuống dưới thì các bạn check thử xem những cái dòng này số lượng nó nhỏ hơn 25 đúng không, cho nên là thành tiền nó nhỏ hơn 5. Cái này mình bị nhầm nha các bạn, cái này phải là F6 nhân với cả E nhân với cột số lượng. Đó, thì mới đúng. Rồi các bạn copy công thức kéo xuống dưới. Cái này các bạn thử check thử một vài dòng xem nó đúng kết quả không nhá. Cái này số lượng là nhỏ hơn 25 này thì nó không giảm giá. Thì kết quả sẽ là đơn giá nhân số lượng là 80 nhân 20 bằng 160. 1600 là đúng rồi. Còn đây cái này là số lượng là lớn hơn 25 này, mình xem nó có giảm giá không nhá. Bằng số lượng nhân với đơn giá. Giảm giá 10% thì sẽ là còn lại là nhân 90% đúng không ạ? Nhân 90%. Thì kết quả là 3.960.000 là kết quả đúng đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ làm tiếp câu 4 là phí vận chuyển. Nếu mà số lượng lớn hơn 50 thì phí vận chuyển bằng 2% nhân thành tiền, còn lại thì là 1% nhân thành tiền. Cái này các bạn cũng sử dụng hàm if thôi. Nếu mà số lượng lớn hơn 50 thì vận chuyển là 2%. Nếu số lượng lớn hơn 50 thì phí vận chuyển là 2% thành tiền. À, 2% nhân với thành tiền. Và còn lại sẽ là 1% nhân với thành tiền. Ok. Tiếp theo câu số 5, tổng cộng và thành tiền cộng phí vận chuyển. Thì câu này đơn giản thôi, sử dụng phép cộng. Thành tiền cộng với phí vận chuyển. Các bạn cũng copy kéo công thức xuống dưới. Tiếp theo câu số 6 là bảng thống kê. Chúng ta sẽ thống kê các mặt hàng là bánh ngọt, mứt, trà, cà phê có tổng số tiền là bao nhiêu. Thì câu này chúng ta sẽ sử dụng hàm DSUM. Để sử dụng hàm DSUM thì các bạn sẽ là một cái cột điều kiện phụ. Ở đây mình ghi điều kiện 1. Nếu mà lép hàm lép của cái này bánh ngọt là BL đúng không? Lép lấy hai ký tự.
bằng BL đồng bằng lại. Cột thứ hai là mức. Đây các bạn ghi điều kiện 1 như này cho dễ tìm nhé. Điều kiện 1 là bánh ngọt. Rồi điều kiện 2. Điều kiện 2 là mứt. Điều kiện 3 là trà. Điều kiện 4 là cà phê. Thì cô điều mứt này thì các bạn cũng sử dụng hàm nếp cho mình nhé. Nếp của ô này là đến 2 ký tự bằng mứt thì là MU đúng không? Sau có kép. Điều kiện 3, điều kiện 4 cũng vậy, các bạn copy kéo công thức sang cho mình nhé. Rồi sửa lại đây. Điều kiện 3 là trà. Trà là TR. TR. Rồi điều kiện 4, cà phê là CF. Rồi. Rồi sau đó thì các bạn sẽ sử dụng hàm DSUM. Các bạn bôi chọn cái vùng dữ liệu này, bấm F4. Rồi sau đó các bạn, cái này yêu cầu đang tính tổng tiền, các bạn chọn cột thành tiền này. Cột G5 này các bạn cũng cố định lại cho mình, bấm F4. Rồi tiếp đến các bạn chọn ô điều kiện. Ok. Rồi các bạn copy công thức sang. Ok. Trà, cà phê. Cà phê sao lại không có số tiền. Cà phê đây. CF, cà phê. Cà phê nó có 2 dòng. Thanh tiền phải là 7.000. À, cái này bị nhầm nhé các bạn. Sorry. Cứ còn điều kiện 3 này các bạn phải chọn OB, tại nuôi mình copy B đúng không? Điều kiện 4 cũng là B này. Ok. Giờ bây giờ mình thử kiểm tra kết quả cà phê xem có đúng là 7.245.000 không nhá. Cà phê có 2 dòng này. Đây. 7.245.000 đúng rồi. Xem mứt này. Mứt là mất là 2 triệu. Đây mất đây thì nó có 2 dòng, một dòng này với dòng cuối đây là 2 triệu đúng rồi. Rồi tiếp theo câu 7 là rút trích các mặt hàng là bánh ngọt và trà. Các mặt hàng là bánh ngọt và trà, chúng ta sẽ cũng lập một ô điều kiện ở đây. Cái này các bạn nó có 2 điều kiện, các bạn sử dụng hàm AND nhé. AND lấy dùng hàm nép, nép của cái này. Bằng bánh ngọt và trà, BL, BL và TR đúng không? BL. Thôi đi, TL.
và nét 16 này đến 2 ký tự. Chà là TL. Cái này các bạn sử dụng hàm O nhé, tức là hoặc chứ không phải là hàm và. Ok, cho các bạn vào data và ấn van để rút trích. Ô điều kiện này thì ô dữ liệu các bạn vừa chọn gồm dữ liệu đây, một điều kiện này. Đó. Copy dữ liệu sang một vùng mới thì các bạn thấy kết quả rút trích chúng ta các mặt hàng là bánh ngọt và trà đây. Video của mình đến đây xin hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo, video giải đề thi số 8. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình và không quên nhấn vào nút chuông để nhận được cái thông báo khi mà mình có cái video mới. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn.